Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết cùng với BTV Minh Phương. Chị Minh Phương không biết là diễn biến lũ tiếp theo tại Hà Nội ra sao ạ? Dạ vâng thưa chị, thưa quý vị khán giả, hiện nay lũ qua sông Hồng tại Hà Nội đang xuống chậm. Trung mình một tiếng thì lũ rút được khoảng 2 đến 3 cm vào lúc 10 giờ của ngày hôm nay là 11,16 m dưới mức báo động 3 và dự báo là chiều nay lũ sẽ tiếp tục xuống thêm đến 13 giờ là 10,9 m và đến 19 giờ tối nay là 10,6 m. Các nhánh sông khác ở ngoại thành Hà Nội bao gồm sông Tích, sông Bùi cùng với sông Đáy, sông Cà Lồ và sông Cầu vẫn ở dự báo là mức báo động 3 đến trên báo động 3, tiếp tục gây ngập ở các bãi nổi, vùng trũng thấp và các khu dân cư ở ngoài đê thuộc các huyện ngoại thành như là ở Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức cùng với Đông Anh và Sóc Sơn. Với sông Lục Nam ở Bắc Giang và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm có sông đáy qua Hà Nam, sông Hoàng Long qua Ninh Bình cùng với cả sông Thái Bình qua Hải Dương cũng vẫn còn cao trên mức báo động 3. Tình trạng ngập ở khu vực ven sông, ngoài đê và vùng trũng thấp tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình cùng với Nam Định và Hải Dương vẫn còn tiếp diễn. Về trạng thái thời tiết thì miền Bắc mưa đang giảm nhanh, tại thủ đô Hà Nội thì chiều nay sẽ có những khoảng hửng nắng với nhiệt độ cao nhất là 29 độ C. Trong khi đó tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay vẫn có mưa rông mạnh, dễ kèm theo cả sấm sét và gió giật mạnh, còn trong 1 đến 2 tiếng tới thì trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.